một cái con đường tràn ngập đèn lồng. Đông quá mọi người ơi. Lâu lắm anh không lên đây rồi. Coi có kiến trúc gì ở nó bật đây anh. Quay cho các bạn xem cái cầu thang nè bạn. Một cái đường lên. Chú là hầm ấy. Chú hắn nào ấy. Cứ đi theo đường bóng đèn thôi. Này giống như trong mỏ à bạn. Như trong mấy cái đường hầm á. Đi sâu trong đây thì ít thấy tượng Phật hay những nơi cúng bái gì hết. Dưới này không còn cái nào đâu phải không? Rồi. Lấy tha, cái này tha cái này ở chân ấy. Dưới này có rồi, người đang đi lên đó bạn. Tối tăm mù mịt. Chùa Hoang Định Hóa. Quá trời nhạc các bạn. Mình rất là sợ nhạc. Đẹp. Ôi đẹp đấy. Quá đông các bạn. Nhìn cái kiến trúc này giống cái đường lên thiền viện Trúc Lâm trên Đà Lạt. Rất là giống luôn. Ủa cây này là cây là gì? Cây lộc à. Cầu nguyện à. Một cái con đường tràn ngập đèn lồng. Đông quá mọi người ơi. Lâu lắm anh không lên đây rồi. Coi có kiến trúc gì ở nó bật đây anh? Không, chỉ là một cái hang. Chỉ đây có cái hang thôi. Chổng có nhiều tượng Phật này kia không anh? Có, ngày xưa nó chỉ là một cái ban cửa nhỏ. À. Bây giờ thì mấy năm nay thì đầu tư lên và có các sư thầy, sư cô để kiểu những người quản lý đây, chăm sóc. Thời trước là có một cái ban nhỏ thì có bó tụi. Đấy. Bây giờ chắc lâu năm dữ anh cái này. Lâu anh luôn. Nó còn hay là lâu quá rồi không lên. Khoảng hơn chục năm rồi. Đây. Hơn chục năm rồi. Tại vì ở gần nhà không thiêng. Tức là đi chùa khác là chỗ khác được. À. Về nhà mình. Ngay gần nhà mình như này là mình lại không ai đi. À hiểu rồi. Đúng rồi, như chùa với em có mấy cái chùa mà không bao giờ đi. À. Đi chỗ khác lại đi lên chùa. Đi chỗ khác đi lên chùa, năm nào cũng đi chùa nhưng mà tự nhiên là đi về chùa của mình, quê nhà mình, gần nhà mình. Đi quay lại đi. Đi lại. No no no. Chùa này là chùa gần nhà nhất đấy. À. Nhưng mà tự nhiên là không đi. Mạng nhiều. Không rồi. Lại cái chùa đấy. Lên đây đông quá rồi, rớt mạng ngoài luôn. Rớt mạng rồi. Đi vào hầm. Hình có nhiều đường ghẻ đấy. À. Cũng đỡ. Có một đường một. Có một đường một chắc ngạt đường luôn. Đi lên đây xong đi vòng cái đường đi thẳng lên đây. Đây. Quay cho các bạn xem cái cầu thang nè bạn. Một cái đường lên. À, quay phim lại xong rồi phát lên sau anh ạ. Phát sau thôi. Tức là phát trực tiếp thì vừa tín hiệu nó vừa kém mà chất lượng video nó không đảm bảo. Ủa. Nào chú là hầm ấy. Chú hàng này chú quay sau. Chú quay đi. Không đi nữa à? Kẹt đường, đang kẹt đường. Kẹt đường à? Kẹt xe. Tự nhiên này thấy đứng lại không đi nữa. Vô được. Mỏi, nó là mỏi. Mỏi. Em vào xong lại quay ra sau. Sao bên kia? Đó bên kia không có cái gì đâu.
thế thì đi xem hang không đẹp chứ. Ui, mấy lần mà ui mấy lần cũng đi chen chúc nhau mà đi không ra được đấy. Kẹt đường cái gì ta. Mệt bố này. Đông đâu rồi? Để mình đứng ở khoảng giữa này, mình quay xuống dưới cho các bạn xem ha. Nè, người người đi lên các bạn. Rất là đông. Lên được chưa? Lên. Đi đi đi. Sẽ thấy kẹt quá. Chen lên, chen lên. Chiêm bái cầu cho. Không biết đi chừng nào mới lên tiếp trên đó đây, không biết nữa. À, cái hang thì tự nhiên, chỉ có là hồi xưa nó thờ nhỏ thôi. Không. À. Cái bạn hồng hồng đó. Đấy. Ngày xưa là lúc đầu nó chỉ có một cái ban nhỏ cái hồng. Ừ. Lập thêm các bạn khác. Chục năm rồi mới quay lại à? Chục năm rồi mới quay lại đây à? Anh đó. Còn 15 năm rồi, 15 20 năm rồi. 20 năm rồi. Ủa? Hồi xưa đi là hồi xưa đi thăm có hai này. Này, ok. Thôi khỏi khỏi. Quay cho nó liên tục luôn. Em chụp tấm ảnh cái. Hết rồi mà không không quản vật gì rác. Rồi. Để đi tắt sang đây cho đỡ đông đúng không ạ? Đi tránh đây. Mai mình đi à thôi. Cực kỳ mát lạnh luôn. Rất là mát lạnh. Đi đây phải cẩn thận các bạn. Rất khá là tối. Đi theo các bạn chỉ dẫn. Ừ.
quá, lạnh thế. Cái này không biết thông qua đâu các bạn. Còn cái đường đi nữa nè. Cái hàng gì thế? Hàng này hàng gì đây? Có gì trong đó không? Trong đó là hàng cùng hả? À. Chở mình đi nhanh. Ôi, cái nền rất là khó đi rồi. Cái này cái hang này bê xa ta? Mấy cây số không? Vô đây mát thế. 200-300 mét gì đó không? À, 200-300 mét. Đá sang đây được, đỡ đấy. À. Gì là phẳng rồi đó. Lúc anh vào đây có cái lũ thả xuống này. À. Đây. Lâu năm rồi, mọc thành mầm rồi đấy. Thấy cục nhỏ nhỏ vậy chứ lâu năm lắm. Ờ nó mới giò dần của dần nó cao lên mà. Phải từ ít người đến rồi. Không, nhiều người đến là đến cái hang được Hạ Long Phúc rồi. Đi Quảng Bình thôi là đủ rồi, chỉ nói tới Vịnh Hạ Long. Quảng Bình đang cũng vô được nhiều hang lắm rồi. Hang này thì nó không có nước. Wow. Biết tới cuối đường chưa biết nữa. Ừ. Cuối đường chưa? Thằng này không đẹp bằng động ngư ở trên cao bằng tháp Bản Đốc ấy. Mấy năm nước nhiều, đá nhiều. Nước ở nhà nó nóng. Nó như hang đường ngao rồi mãi luôn. Mát mẹ. Trời ơi, mát luôn rồi. Còn gì xa thế? Ui vào tí tao nhìn nhiều. Cái hang như này nhỉ? Mà bà thật trong giếng nhỉ? Từ từ đợi bố thở đã. Sao đi đường trên cao thế? Ôi. Thấy cái gì không? Cũng khá là mệt thôi bạn. Cứ đi theo đường bóng đèn thôi. Này giống như trong mỏ các bạn. Như trong mấy cái đường hầm á.
đi sâu trong đây thì ít thấy tượng Phật hay những nơi cúng bái gì hết, chỉ là cái đường đi thôi. Đúng là chùa hang mà, một cái hang quá sâu. Ồ, đâu xuất hiện cái bóng đèn sáng thế? Vẫn chưa hết. Ôi, đường chỗ này rộng là bạn, rộng thênh thang luôn. Vừa lớn mà vừa rộng nữa. Mình... quay. Ha? Quay. Quay về làm YouTube. Hết chưa? Hết chưa? Hết chưa? Tí nữa mới hết rồi. Xuống xíu, xuống mạnh xíu. Nhảy xuống. Hết chưa? Hết chưa? Rồi xong rồi, xong rồi. Đây là chân nước thôi, có gì đâu. Không có gì đâu. Con quay trở về đi, quay lại đi. Con xuống không? Thôi được rồi. Để con cho người đi lên đây mà mình đi về. Đây lại có người gọi đèn đi xuống rồi bạn. Rồi. Lấy thang, đây này thang, đây này ở chân đó. Rồi người đang đi lên đó bạn. Tối tăm mù mịt. Thôi đi về. Đường đó hơi dốc quá. Coi như là đi. Rồi, lội ra bạn. Ui, rất là nhiều những cái hang. Không biết quay trên trần các bạn có thấy không? Nhìn ánh sáng xanh xanh mà ảo ảo vậy. Thôi mình tắt máy để mình lội ra. Wow, này gì đây? Quá quá mấy con mừng mười tuổi thầy nhá. Cháu đang ở trên núi Lục Tòng chưa về nữa. Cháu đang mấy trăm năm ở trên núi Lục Tòng chưa về nữa. Cháu đi, cháu về đâu rồi? Thầy đi.
nhà cháu á, đi đất mà. Vâng, chú về sang sau, chú về sang sau. Hành nghề. Đang hành nghề. Ông Phương lên lâu ra đây kìa. Lâu tay còn đi trong kia nó đi vào đây này. Đang đứng vết. Em châu ở cầu ấy. Rồi mình ra tới gần tới cổng chính rồi bạn. Đây là một cái sân. Gì trong đây ta? Cái khuôn viên trống để xe và nghỉ ngơi các bạn. Nhà vệ sinh chắc bên đó. Nhà vệ sinh mà hướng bên đấy. Rồi thôi, tụi mình rút đi tới một cái địa điểm khác. Cũng là khá là thú vị các bạn, cũng rất là đáng khi ghé thăm khi mà tới chợ Chu, thị trấn chợ Chu. Giờ mình lại quay trở ra công viên của sự kiện, lại là nhạc bạn, nhạc tỏi. Giờ mình sẽ tạm thời tắt các bạn, thôi là sẽ ăn bản quyền. Bye bye chùa hang.